Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nhắc đến truyền thuyết đô thị ở Hàn Quốc, không thể không kể đến câu chuyện nữ sinh trong nhà vệ sinh nổi tiếng được mọi người truyền miệng từ năm 1990. Dù không ai có thể chứng minh được tính xác thực của truyền thuyết đô thị này, nhưng mỗi khi nhắc đến khiến ai cũng phải rùng mình. Theo một trang blog Naver, truyền thuyết đô thị này được kể lại với nhiều phiên bản, nhưng nội dung cốt lõi chỉ có một. Cụ thể, ở một trường học nọ, nữ sinh A luôn đứng nhất khối, còn nữ sinh B thì luôn giữ thứ hạng 2. Sau đó, vì muốn chuyển sang một ngôi trường tốt hơn nên B buộc phải giành thứ hạng nhất. Tất cả những người xung quanh, từ bố mẹ, thầy cô đến bản thân B đều yêu cầu nữ sinh này bằng mọi cách phải đứng đầu trường. Những kỳ vọng này đã trở thành gánh nặng đè lên vai B. Thế là B lao vào học tập chăm chỉ hơn gấp bội, nhưng dù cố gắng đến đâu, cô cũng không vượt qua được A. Thất bại nối tiếp thất bại khiến B nảy ra ý định làm một việc mà cô không bao giờ nên làm. B tìm đến A và nói rằng có chuyện muốn nói trước khi cả hai đi lên sân thượng trường học. Tại đây, lợi dụng lúc A không để ý, B đã ra tay đẩy bạn ngã rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Sau đó, cái chết của A được xác định là một vụ tự sát. Giờ đây B không có đối thủ và nghiễm nhiên thứ hạng nhất trường rơi về tay cô. Một ngày nọ, B ở lại trường một mình để học đến tối muộn và cô bắt đầu nghe thấy tiếng động. Con. Cùng lời thì thầm, ở đây không có. Âm thanh lặp đi lặp lại ấy dần dần càng tiến về phía B. Vì quá sợ hãi nên B đã trốn xuống gầm bàn. Sau đó, cửa phòng học mở ra và chủ nhân của giọng nói kia lộn ngược đầu, hệt như tư thế nữ sinh A chết trước đó, đối mặt với B bằng ánh mắt đầy phẫn uất và căm hận rồi nói, cậu đây rồi. Mới đây, truyền thuyết đô thị này được nhắc đến trong tập 1 của phim kinh dị Gundam. Một lần nữa mang lại nỗi sợ hãi đối với người Hàn Quốc. Thời lượng tập phim chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút nhưng đủ đưa khán giả đến với nỗi sợ tột độ. Cũng giống như câu chuyện trên, tập phim này xoay quanh câu chuyện của hai nữ sinh Kim Ji-jae và Park Seo-hee. Trên bản thành tích được treo ngoài hành lang lớp học, Kim Ji-jae là học sinh xuất sắc giành hạng nhất và theo sau là Park Seo-hee. Không rõ vì lý do gì mà Kim Ji-jae đã không còn sống trên đời này. Giữa giờ học, Park Seo-hee xin phép cô giáo đi vệ sinh, thì tại đây điều kinh hoàng đã xảy ra với cô. Tại đây, Park Seo-hee liên tục nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh khác mở nhưng không thấy ai đi ra hay đi vào. Cao trào dần được đẩy lên khi nữ sinh này nhìn thấy một cái đầu tóc bị hút vào bồn cầu bên cạnh. Quá sợ hãi nhưng không dám bước ra, Park Seo-hee cố thủ bên trong. Một lúc sau, cô ghé mắt xuống khe hở cửa phòng vệ sinh thì thi thể đầy máu lộn ngược của cô bạn học Kim Ji-jae hiện ra và bảo rằng tìm được cậu rồi. Kết cục, Park Seo-hee đã bị giết chết trong phòng vệ sinh. Cảnh quay cuối là gương mặt trong ảnh treo trên bảng thành tích của Park Seo-hee nở nụ cười ghê rợn, khép lại tập 1 của series kinh dị Gundam đang nhận được phản hồi tích cực của nhiều dân mạng xứ Kim Chi. Nhắc đến những người khổng lồ, sở hữu chiều cao vượt trội, không thể không nhắc đến Tăng Kim Liên, cô gái trẻ người Trung Quốc, từng sở hữu chiều cao ấn tượng lên đến 2,48m. Cuộc sống của cô kết thúc ở tuổi 18 và thi thể được bảo quản đến ngày hôm nay, cũng như câu chuyện của Tăng Kim Liên luôn được người đời sau nhớ đến. Tăng Kim Liên sinh ra ở thị trấn Nanjui, Nguyên Giang, Ích Dương, tỉnh Hồ Nam vào năm 1964. Từ nhỏ, cô nàng đã sở hữu một thân hình to lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tăng Kim Liên khi vừa lên 1 tuổi đã ăn được rất nhiều cơm, vải dùng để may quần áo cũng dài hơn các em bé khác vài thước. Vì vóc dáng con gái ngày càng cao to nên bố mẹ Tăng Kim Liên phải liên tục mua quần áo, giày dép và giường ngủ mới liên tục. Ngay cả cửa ra và cửa chính cũng được phá bỏ hoặc cải tạo để giúp cô nàng dễ dàng ra vào nhà. Nhận biết thân hình của bản thân, Tăng Kim Liên luôn ra dáng chị cả, bảo vệ những đứa trẻ chơi cùng. Gia đình Tăng Kim Liên thì luôn yêu thương con gái hết mực, bất chấp sự khác biệt của đứa trẻ của mình.
Tăng Kim Liên còn là một đứa trẻ hiếu thuận và mạnh mẽ, thường xuyên đỡ đần người nhà, làm những công việc nặng nhọc như gánh nước. Được biết, điều kiện của gia đình Tăng Kim Liên chỉ ở mức bình thường, ngay cả khi chính quyền đã hỗ trợ họ nhiều khoản tiền để nuôi dưỡng cô con gái đặc biệt thì cũng không dư giả là mấy. Khi còn nhỏ, Tăng Kim Liên có nhiều việc không thể tự làm được như mặc quần áo, đi lại nên luôn cần người thân ở bên cạnh chăm sóc. Lên 14 tuổi, sức ăn của Tăng Kim Liên tăng lên chóng mặt. Mỗi bữa ăn lên đến 200 gram gạo, kết quả là chiều cao của cô đạt 2,34m, bàn tay có chiều dài 25,5cm và bàn chân dài 35,5cm được công nhận là một người khổng lồ chính hiệu. Không có gì khó hiểu khi thế mạnh chiều cao của Tăng Kim Liên giúp cô lọt vào mắt xanh của các vị huấn luyện viên bóng rổ. Họ bày tỏ nguyện vọng được đào tạo Tăng Kim Liên trở thành vận động viên bóng rổ lành nghề. Đây chắc chắn là một tin vui đối với gia đình Tăng Kim Liên. Bởi vì một khi đã gia nhập đội tuyển quốc gia, cô sẽ được luyện tập thể dục thường xuyên và bồi bổ dinh dưỡng giúp gia đình phần nào giảm được gánh nặng. Thế là Tăng Kim Liên được nhận vào đào tạo tại đội tuyển quốc gia. Nhưng một thời gian sau, lý do khiến cô có chiều cao khủng như thế kia được tiết lộ. Năm Tăng Kim Liên lên 15 tuổi, cô bắt đầu có nhiều biểu hiện sa sút về mặt sức khỏe như tay chân ngày càng yếu dần, không có lực, thường xuyên cảm thấy đau người, dẫn đến mệt mỏi trong quá trình luyện tập. Sau đó, Tăng Kim Liên mới tìm đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, cô bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và có khối u trong não. Được biết, khối u này đã đè lên tuyến yên, gây rối loạn hormone tăng trưởng, khiến nó tiết ra nhiều hormone hơn và chiều cao tăng trưởng một cách bất thường. Ngoài ra, Tăng Kim Liên còn bị vẹo cột sống vì chiều cao quá khổ của mình. Đối với trình độ y khoa thời đó, căn bệnh này vô cùng khó chữa. Gia đình Tăng Kim Liên có đổ hết tiền chạy chữa cho con gái cũng không thu được bất kỳ kết quả gì. Ngày 14 tháng 2 năm 1982, Tăng Kim Liên qua đời, ra đi mãi mãi ở tuổi 18 trong thân hình cao 2,48m vì khối u thùy trước tuyến yên chen ép não bị vỡ và xuất huyết. Trước khi qua đời, Tăng Kim Liên từng hy vọng rằng bản thân có thể đóng góp cho y học trong công tác tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh khổng lồ. Chính vì vậy nên gia đình không chôn cất Tăng Kim Liên mà gửi thi thể của cô đến Đại học Y khoa Hồ Nam phục vụ công tác nghiên cứu y học liên quan trước khi đưa đến trưng bày tại một bảo tàng.